Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kia đi qua tuần hình đó. Hôm nay giới thiệu với anh chị em chú bác một cái lô 6 chiếc form unisex này nha. Nam tay vừa tay nhỏ hoặc là mấy chị nữ đều đều được anh em ha. Anh chị em nào thích mẫu nào anh chị em vui lòng xem kỹ cái mô tả của em á, liên hệ em số điện thoại 0768632039 á. Em Tùng Quang Sơn tí anh em nha. Ở đây thì từ số 1 số 4 là kính sapphire anh em ha, tất cả đều là máy Nhật hết nha, tất cả 6 chiếc đều là máy Nhật hết ạ. Đồ mới rất là cao luôn em ha, so với những chiếc hàng đã qua sử dụng nha. Ok, anh em nào quan tâm vui lòng kéo xuống phần bình luận xem thêm các thông tin liên hệ cũng như cách thức mua bán bên em ha. Đầu tiên giới thiệu với anh chị em mình một chiếc Club Lammer anh em nha, dòng rất là cao cấp của nhà Citizen anh em ha. Bản này thì là thép đúc, mặt có cát anh em nha, mặt giống như là cát vàng vậy anh em ha. Kiến thì kiến kính là kính sapphire rồi. Nói chung con này thiết kế cực đẹp luôn em. Bộ khóa nó làm cũng cực kỳ là chất luôn ạ. Zin hết tất cả này nha, zin toàn bộ, demi còn rất là mới luôn ạ. Chiếc này 500 ngàn anh em nha. Size gần 34 ha. Anh em nhận chiếc này ở ngoài đẹp mê luôn anh em nha. Bao cho anh em mình đẹp luôn. Này dây 16 năm anh em nha. Anh nam tay nhỏ mình thích form này vẫn đeo được ha, tại vì size này Club Lammer, size này là size lớn của Club Lammer anh em ha, xưa làm size nam á. Bây giờ mấy chị nữ thích size lớn tí mình đeo được ha, đẹp rực rỡ. Số 1 500 ạ. Số 2 ạ. Ok, giới thiệu với anh em mình chiếc thứ hai này nha, Nicola Valentino anh em ha. Thương hiệu đặc của Ý, cao cấp rồi anh em ha. Độ mới cảm giác giống như chưa xài luôn ạ. Kính sapphire anh em nha, mặt có kim tuyến cực đẹp ha. Form này rất là đẹp, mấy nam tay nhỏ đeo được, nhưng mà với cái kim tuyến này thì em nghĩ nghiêng sang mấy chị nữ đeo hợp lý hơn. Size 33 nha. Dây khóa này tăng đưa thoải mái này, mà không cần lo về đi tay ạ. Siêu đẹp luôn, kính sapphire này mà. Tuyệt vời ạ. Số 2 350 ạ. Số 3 chiếc Mario Valentino, chiếc này kính sapphire luôn em nha. Chiếc này thì quá chất lượng rồi em ha. Chỉ có một cái núm nó hơi phai nha. Không, con này em cũng phải bán bằng chiếc số 1 em ha. Xem anh em mà chiếc này 350 nha. Con này thì nó không ghi chất liệu anh em ha. Khả năng thép đúc rất cao luôn. Độ mới cao anh em nha. Demi nước vàng độ mới hết ạ. Dây khóa zin nha. Chiếc này size hơn 33.5 gần 34 anh em nha. Mặt đẹp cực kỳ luôn ạ. Kính sapphire hàng cổ nó xịn lắm anh em ha, trong vắt. Cái này ni tay được 16 năm gần 17 anh em nha. Form quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Mario Valentino thương hiệu của Ý anh em ha. Chiếc số 4 là chiếc rất là quen thuộc rồi anh em ha, Dolce mặt khảm trai luôn ha. Phiên bản này thì rất là đẹp rồi, nhưng mà nó có cái lỗi đó là nó dính, anh em thấy ngay trong hốc nó dính một hai cái hạt bụi, cái hạt gì đó anh em ha. Em cũng chưa có mở ra để mình vệ sinh. Chiếc này đẹp, thường em bán 450 anh em ha. Này size 33.5 nha. Thấy dây này cũng còn dài. Dây này 18 luôn em ha, mỏng dính. Dolce thì dành cho nam, hồi xưa sản xuất dành cho nam, nó đi cặp với Seiko XLA em ha. Nhưng mà bây giờ em thấy nam tay vừa tay nhỏ hay mấy chị nữ đeo được ok hết. Này nó dính bụi em nha, còn kính này bao em kính sapphire không trời xước em ha. Con này thì về anh em mình vệ sinh sơ cái mặt lại, em thấy ok nha. Thép đúc luôn em ha, máy 8G, máy bắt đầu số 8 là máy xịn của dòng Seiko em nha. Số 4 này bán 250 thôi. Số 5 một chiếc Hilton xương cá tuyệt đẹp luôn, có lịch lọc nè, để bị vàng, đáy còn tem xanh luôn ha. Size 33 anh em nha, này nam nữ đều không được em ơi. Cái này nữ đeo hợp lý hơn nè em ha, size này mặt này thường xương cá phải lớn hơn xí mới được ha. Còn size 33 này thì những cái form thanh lịch thì nam đeo được, form này em nghĩ chắc nữ ha. Số 5 này em bán 208 nha. Số 6 chiếc Kabuchi tuyệt đẹp nè, con này form đỉnh luôn anh em ha. Với cái form này anh em mình, cái dây này dây khóa rin chưa cắt luôn, rất dài anh em nha. Form này anh em thay dây da vẫn đẹp ạ. Cái hãng Kabuchi này có những cái chiếc nó làm niềng vặn đúc luôn anh em ha. Size 34 nhỉnh anh em nha. Càng dài 38 năm, có lịch lọc, kim cọc, có dạ quang, dây chắc gần 20 luôn anh em ha. Nó cực kỳ ôm tay luôn. Chiếc này thì nó hợp với nghiêng về nam hơn em nha. Rất là đẹp luôn ạ. Chiếc này bán 308 số 6 ạ. Ok, em giới thiệu với anh chị em mình 6 cái mẫu form unisex rất là đẹp luôn em ha, độ mới cao.
4 trên 6 chiếc là kính sapphire anh em nha. Anh chị nào quan tâm tới mẫu nào anh em chị em vui lòng xem kỹ mô tả của em ha, liên hệ em số điện thoại 076 62.